Chúng tôi hân hạnh giới thiệu về cái sáng chế của chúng tôi có tên là nhà máy phát điện sóng biển 2 trên kWh. Đây là cái điểm đặc biệt nhất, là 2 trên, giá thành sản xuất nó chỉ có 2 trên kWh, có nghĩa là nó rẻ hơn năng lượng hóa thạch và rẻ hơn thủy điện. Và cái sáng chế này đã được Việt Nam chứng nhận số 03076 và Hoa Kỳ chứng nhận số 4321. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ trình bày về lợi ích của cái sáng chế này. Thì đây là một siêu dự án đại khả thi vì có 6 lợi ích, nhưng chỉ là một đoạn mẫu là rõ ràng. Mặc dù nó lớn nhưng mà chúng ta chỉ là một đoạn mẫu là chúng ta biết rồi à. Rồi bây giờ lợi ích thứ nhất là chống biến đổi khí hậu hiệu quả, cứu đồng bằng sông Cửu Long, giúp các nước giảm thải CO2 theo cam kết trong hội nghị quốc tế biến đổi khí hậu COP21 dễ dàng. Rồi bây giờ đến lợi ích hai là tạo an toàn năng lượng và dư ra để xuất khẩu, tạo hàng ngàn việc làm cho doanh nghiệp, hàng vạn việc làm cho người dân, tạo đê biển dài nhất thế giới. Lợi ích ba là tạo đê biển dài nhất thế giới hơn 600 km, tạo các hồ chứa nước ngọt khổng lồ, tạo đường giao thông ven biển mà đặc biệt là không tốn kinh phí, giữ được đất, giữ được người và giữ được nước và giữ được con người. Đây, cả ba cái: giữ được đất, giữ được nước và giữ được con người. Lợi ích thứ tư, tạo thêm nhiều đất. Thành phố Hồ Chí Minh, đồng bằng sông Cửu Long không còn bị ngập nước, vẫn an toàn khi nước biển dâng và đất bị lún xuống dưới mực nước biển. Lợi ích năm, không đền bồi giải phóng mặt bằng. Đây là cái vấn đề lớn cho cái người mà thực hiện nè, cái này quan trọng nè. Không có phải đền bồi giải phóng mặt bằng gì cả. Rồi thứ sáu, mà giải phóng mặt bằng là cái chuyện lớn, cái trở ngại lớn, cái khó khăn lớn cho cái nhà đầu tư đó. Rồi lợi ích sáu, nhà đầu tư thực hiện dự án này đạt lợi nhuận cao. Các điểm này sẽ được giải thích sau này. Rồi bây giờ là tại lần sau mà đạt được những lợi ích này thì do cái cấu tạo và cái nguyên lý hoạt động của cái sáng chế này. Sáng chế nhà máy phát điện cho sóng biển 2 kWh đó. Rồi thứ nhất, chúng tôi sẽ trình bày về cấu tạo và nguyên lý hoạt động. Đây là công nghệ phát điện sóng biển, nhưng khác ở chỗ công nghệ hiện nay của các nước thì gồm chỉ có một bộ chuyển đổi năng lượng sóng biển thành khí nén làm quay tuột pin máy phát ra điện, giá thành là 8 đến 10 cent một kWh, hơi cao đó, thành ra là chưa có được ứng dụng nhiều. Đó là cái hiện nay mà các nước đang sử dụng đó. Còn trong công nghệ mới của chúng tôi có tới hơn 10 bộ chuyển đổi năng lượng, là cái loại mà theo công nghệ OWC, SDE, Pendulo, Menti Floating, Belamid, Vòng Thông Divide. 10 bộ này là nó gồm có nằm ở trên hầm và trên các dải nhà nổi gần đó, cung cấp khí nén cho hầm chứa. Khí nén tổng hợp này rất mạnh và ổn định, sẽ đưa tới làm quay tuột pin máy phát điện. Tất cả đặt như đê biển song song và cách bờ 1 đến 5 km tùy chỗ, sao cho mực nước lúc thấp nhất vẫn còn 1 đến 2 m. Đê biển này tạo nên đất bồi tự nhiên. Đó, bây giờ sơ lược nói lại chút là cái công nghệ hiện nay nó chỉ có một cái bộ chuyển đổi năng lượng thành sóng biển thôi, rồi nó tạo thành khí nén là nó quay cái tuột pin máy phát ra điện. Có một cái trong khi cái của chúng tôi là 10 cái nó nằm trong cái hầm chứa, nó đưa cái này, biến năng lượng sóng biển chuyển vào trong cái hầm, nhờ vậy mà nó rất là mạnh, rất ổn định. Rồi đó, cái điểm đặc biệt á, điểm đặc biệt mới của công nghệ của chúng tôi đó. Rồi bây giờ là tại sao giá thành chỉ 2 cent kWh, đó là cái điểm đặc biệt á, đó là mục tiêu á. Bây giờ mà không sử dụng năng lượng hóa thạch nữa, thế và một cái năng lượng tái tạo, cái năng lượng mới mà cái giá thành nó cao hơn cái năng lượng đó, thì làm
làm thúc lùi cái nền kinh tế của quốc gia đó. Người dân cũng vậy, cũng khổ, tiền điện phải lớn đấy, rồi nhà máy sản xuất đồ này nó phải sử dụng điện, thì giá điện nó lên cao thì giá thành của sản phẩm cũng bị lên cao đấy. Bây giờ nói chung là cái mục tiêu chính là tại sao giá thành chỉ 2 cent/kWh, thu nhiều khí nén nên phát ra nhiều đợt điện hơn 10 lần công nghệ điện sóng biển của các nước hiện nay. Rồi B, bán điện được giá cao nhờ có hầm chứa tại lại bán vào giờ cao điểm, đúng cái nhu cầu, đúng cái thời điểm mà nhu cầu cao. C, nhà máy sản xuất một lúc hai loại năng lượng, ngoài bán điện còn bán khí nén cho các nhà máy nhiệt điện khác vì rẻ và sạch hơn, cũng như là những nhà máy nào mà sử dụng giờ chuyển qua sử dụng khí nén đi. Rồi D, bán đất bồi tự nhiên nhiều lần, cứ vài năm đất bồi ổn định lại dời nhà máy ra vài km chờ bồi tiếp bán tiếp. Đây là một nguồn thu lớn góp phần làm hạ giá thành sản xuất chỉ còn 2 cent/kWh. Ví dụ như là đê biển Bình Minh 1 ở đấy nó tạo thành một xã, đê biển Bình Minh 2, đê biển Bình Minh 3 ở Kim Sơn, Ninh Bình nó tạo thành nguyên một cái huyện luôn đó. Hay là đê biển Hà Lan thì nó làm là tạo được tới 2 tỉnh rồi, thì chút nữa có cái hình sẽ giải thích rõ hơn. Rồi đê biển song song Sibalin ở nước ngoài đấy. Rồi bây giờ tới điểm thứ ba là thực hiện mẫu một đoạn tại thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ cụ thể là nếu mà nhà đầu tư thực hiện một đoạn mẫu để thể hiện được toàn bộ dự án này là làm được và tạo những lợi ích như đã trình bày, thế thì bây giờ các nhà máy điện này làm ở thành phố Hồ Chí Minh thì phải làm sao, làm tại đâu? Các nhà máy điện này thành một đê biển song song bờ biển Cần Giờ. Thì hiện nay bờ biển này đã được bồi lấp tự nhiên là 80% rồi, chỉ cần cải tạo sơ rồi bán nền. Đây, giống như đê biển Thái Bình họ lấy họ làm khu công nghiệp ấy, hay là các chương trình lấn biển đấy, nhiều cả nước mình nhiều, còn nước ngoài thì nhiều lắm đó. Họ lấn biển bằng cách họ phải quay đê mới lấn biển được chứ, thì cái những nhà máy của mình đó nó nằm dài thành như một cái đê đấy. Ví dụ như bây giờ các chương trình lấn biển mà ở Rạch Giá đó đây, thì hiện nay họ bán cứ họ lấn biển là tạo ra đất vậy, họ bán là 5 triệu một mét vuông, đầu tiên 2 triệu nay tới 5 triệu rồi. Rồi bây giờ cái quan trọng hơn nữa nè là thực hiện mẫu một đoạn tại đồng bằng sông Cửu Long nè. Đây là cái mục tiêu chính lớn nhất của Việt Nam mình đó, là cần phải cứu đồng bằng sông Cửu Long đó, là phát điện theo công nghệ mới này giá thành chỉ 2 cent/kWh, rẻ hơn cả thủy điện nữa. Đấy, còn năng lượng quá sạch thì đương nhiên rẻ hơn nhiều rồi, nên bán điện cho công ty điện đạt siêu lợi nhuận. Bây giờ nhà đầu tư làm có lời quá, thì thấy vậy thì nhiều doanh nghiệp khác cùng là nối tiếp nhau thành một con đê biển đa dụng dài nhất thế giới, hơn 600 km, bao bọc bảo vệ đồng bằng sông Cửu Long. Chút nữa có hình ảnh thì giải thích rõ hơn, minh họa rõ hơn. Bây giờ thứ năm là ví dụ thực hiện tại Đồng Nai, vì lợi ích của Đồng Nai và chung cả nước và nhiều nước khác thì liên kết dùng lập văn phòng thành phố để xây nhà máy công nghệ mới này tại bờ biển Cần Giờ. Bây giờ chúng tôi xin trình bày tiếp này là về các cái hình ảnh để mà minh họa thêm nè. Bây giờ các bộ chuyển đổi năng lượng sóng biển thành khí nén đặt trên hầm chứa như đê biển song song là gồm những cái loại nào nè. Loại này là đó, giống là OWC. Rồi loại này là SDE, rồi loại này là Pendulo. Đấy, những cái công nghệ này là nước ngoài họ có làm rồi, riêng từ cái thôi. Rồi công nghệ Belamid, công nghệ multi floating, công nghệ bông tông divide. Ba cái này thì nằm ở trên nhà nổi, ba cái này nằm thì ở trên hầm chứa khí nén. Giờ tổng hợp lại các cái đấy, mới tạo khí nén đưa hết vào trong cái hầm chứa. Mình có cái lợi thế là có hầm chứa mà, chứ công nghệ của các nước hiện nay là chưa không có hầm chứa, thì họ phải xài riêng lẻ từng cái, nó không được đấy như mình. Đấy, các bộ chuyển đổi năng lượng sóng biển thành khí nén đặt trên dãy nhà nổi rồi và gần hầm chứa này đó, đầy đủ hết. Thì bây giờ vậy nha, đây một cái lợi nữa là bây giờ nhà máy của chúng ta những hầm chứa khí nén nè, đặt đây đặt dài đây, thì đương nhiên nó sẽ tạo bãi bồi. Đây là bề biển là kêu bằng đê biển song song đấy, tiếng Anh đó là distance breakwater đó.
đặt dài thì nó sẽ tạo ra đất bồi đó đó. Thì cái vụ này á, thì là trên thế giới ta làm nhiều rồi, mà ở Việt Nam mình cũng làm rồi nè, đê biển Bình Minh, thấy không? Đó, hồi đầu tiên hết là ông Nguyễn Công Trước ông lập ra để rồi sau mình mới làm đê Bình Minh một, nó lập ra, nó làm ra một xã nữa, rồi đê Bình Minh hai, rồi nó lập thành một huyện gọi là huyện Kim Sơn ở tỉnh Ninh Bình đó, rất là lớn, bồi rất nhanh. À, bây giờ làm thêm nữa là Bình Minh ba để cho rồi cho phát triển đất ra thêm nữa. À, rồi ở Hà Lan cũng vậy, cái vụ này là các nước ta làm rồi. Hà Lan lúc chưa có đê biển là chúng ta thấy là không, chưa làm đê biển gì hết. Rồi bây giờ khi làm cái đê biển đây, đê biển Absurdit nè, Absurdit đó, thì nó đầu tiên 1960 làm xong đê biển thì bồi lấp được một tỉnh nè, bồi lấp tỉnh này. Rồi tới năm 60 đó, qua tới năm 2009 thì Hà Lan bồi lấp được hai tỉnh đó, đây một tỉnh nữa, đây là khu vực bồi lấp thêm nè, so với ban đầu đó, thấy không? Đấy, bồi lấp thêm đó là nhờ cái đê biển này nè, này đê biển Absurdit nè, còn đây là cái hồ trở thành hồ chứa nước ngọt, đấy, thành nước ngọt hết. Đấy. Rồi bây giờ nãy chúng ta cũng có nói về cái đồng bằng sông Cửu Long nè, cái này rất là hay nè, đấy mà rất là quan trọng, mà là mục tiêu chính của chúng ta nè. Mặc dù trên kinh tế thế giới người ta đều làm được hết, những nước nào bị ảnh hưởng biến đổi khí hậu, ví dụ Bangladesh rồi này nọ nhiều, thì nhưng mà bây giờ tập trung của ở nước mình đi, là thủ tướng chính phủ cũng nói là làm sao để kêu gọi để cứu được đồng bằng sông Cửu Long nè. Sông Cửu Long là bị tới tác hại kép là đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ làm, bây giờ từ đây là Cần Giờ nha, đi hết con đê biển bao bọc hết hết đồng bằng sông Cửu Long, 13 tỉnh của đồng bằng sông Cửu Long và cả thành phố Hồ Chí Minh luôn, làm cho thành phố Hồ Chí Minh không bị ngập nước, làm cho các anh này không bị tác hại của tác hại kép. Đó. Mà làm vậy á, thì hơn 600.000 km đấy, thì tốn kém quá. Nhưng nếu mà làm công nghệ của chúng tôi thì không tốn kém, mà lại là tạo ra công ăn việc làm cho hàng ngàn doanh nghiệp, hàng vạn việc làm cho người dân. Đấy, làm sao? Đây nhà máy không nha, nối liền nhau. À, mỗi cái nhà máy dài chừng 30-40 mét thôi, dài hàng ngàn cái nhà máy. Mà làm hàng ngàn cái nhà máy này thì họ làm rồi họ lời quá, mà đất bồi rồi bán điện rồi lời quá, thành ra họ tranh nhau họ làm, giống như thủy điện á, thủy điện họ làm lời quá một cái khúc sông, nhưng mà họ làm mấy nhà máy luôn, mà tại vì lời đó, doanh nghiệp nào mà không cần tiền lợi nhuận đấy, thế thì tranh nhau họ làm dài hết thành con đê biển đấy, dài hơn 600 km, đây là dài hơn 600 km đó nha. Đấy, mà không, nhà nước không có tốn tiền, mà doanh nghiệp á, thì có công ăn việc làm, người dân có công ăn việc làm, mà đạt được lợi nhuận cao, nó được vấn đề đó. Quá hay, rất hay. Này bây giờ mô hình làm rõ hơn nữa nha, mô hình nhớ minh họa thêm nữa. Bây giờ cái hầm chứa mình nè, hầm chứa mình mà nãy nói đó, đó trên hầm chứa phía trước đây là sóng biển đẩy vô nha, sóng biển đẩy vô đó, thì cái hầm chứa mình là ở trên hầm chứa không, mà đã ba loại công nghệ rồi. Ê, mấy công nghệ các nước làm gì được. Đây, pendulo, đó, sóng biển đẩy vô. Đây, rồi OWC, rồi SDE trong nè, đó. Trong này nó sóng biển nó làm lên xuống vậy nè. Cái giống như cái bơm vậy, nó tạo khi nén dẫn vô đây, dẫn vô hầm chứa khi nén nè, mình có cái hay nhất là có cái hầm chứa khi nén. Rồi, bây giờ các dãy nhà nổi hai bên nè, thấy không? Đó, những nhà nổi này nó cũng vậy, cũng phập phiều lên xuống do sóng biển, thì chúng ta dùng công nghệ multi floating, công nghệ Belamus, công nghệ Bolton Defy, nó tạo ra khí nén dẫn vô chạy vô hầm chứa khí nén. Rồi khi nào cần phát điện, phải không? Đó, thì ta thu hút được rất nhiều khí nén rồi, thì khi nào phát điện cái mở van hầm chứa ra cho khí nén thoát ra, nó đẩy tuột pin và motor nó nằm 16. À, nó làm cho quay tục pin motor và máy phát điện, phát ra điện. Đấy. Còn đây là bờ biển nha, bờ biển nè, còn cái của mình là đặt cách bờ biển nha, 1-5 km nha, tùy theo chỗ á. Đó, thì nó sẽ tạo thành bãi bồi. Đây, đây lâu ngày, đầu tiên nó là biển. Đấy, lâu ngày, vài năm thôi.
nó sẽ lấp liền lại hết. Đầu tiên nó trở thành là giống như cái rừng ngập mặn vậy, đây là đất, nhưng mà chúng ta không có dùng rừng ngập mặn mà chúng ta dùng đất nông nghiệp đấy, rồi chúng ta mới tháo nước ra đấy, rồi làm thành đất thổ cư, đất công nghiệp, thành các khu kinh tế biển á, để cho người ta làm tùy nhu cầu ha. Đấy, và cái nguồn lợi đó nhà đầu tư này sẽ rất có lợi. Tiếp theo là phương án kỹ thuật và kinh tế một đoạn mẫu. Đấy, cái này nó là một cái chuyện lớn, nhưng mà chỉ cần làm một đoạn mẫu thôi là thể hiện ngay liền, để cho thấy rõ, dễ làm và lời nhiều để nhà đầu tư khác cùng làm đến hoàn thành. Phương án kỹ thuật nè, tức là đề xuất cách làm lắp nhà máy phát điện theo công nghệ mới này tại bờ biển Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, như các đoạn đê biển song song với bờ, nhờ vậy tạo bãi bồi, dùng bơm nước làm khô bãi bồi này làm thành đất canh tác, đất ở. Thì cách làm như là cách của Hà Lan đó. Rồi, các đoạn đê biển kiên cố này là một hầm kính dùng chứa khí nén bằng bê tông cốt thép, mặt trên đường thiết kế cho đường xe chạy, mặt hướng ra biển, gắn ba loại bộ chuyển đổi năng lượng sóng biển thành khí nén do các bơm thủy lực đưa vào tích trữ trong hầm, khi cần phát điện cho thoát ra đẩy tuột pin quay máy phát điện. Lưu ý, vài năm sau khi đất bồi lần một tương đối ổn định sẽ dời nhà máy ra xa bờ thêm vài km để nhà đầu tư bán tiếp, nên thêm thu nhập do bán đất bồi tự nhiên lần hai. Vì vậy sản xuất theo sáng chế này rẻ hơn loại rẻ nhất hiện nay là thủy điện, là ba thủy điện hiện nay là khoảng 3 cent kilowatt giờ. Từ đó nhiều người không sản xuất điện bằng hai loại điện này nữa, hai loại này tức là năng lượng hóa thạch và thủy điện đó, nên ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, dù bị tác hại kép như đồng bằng sông Cửu Long. Rồi, kích thước hầm chứa đây, cụ thể nè, là cao 8 đến 10 mét, dài 20 đến 30 mét, rộng 10 mét. Đây, rộng cái đường ở trên chạy ban đầu ta làm hẹp thôi đủ cho hai bên, sau này có nhu cầu thì mở rộng hơn cũng dễ. Rồi trên mặt đường là đường xe chạy 2 chiều, 10 mét tạm cho xe chạy 2 chiều đi. Rồi tiếp theo đặt tại vị trí nào, sang bằng trước, rồi cách bờ 200.000 mét hay là dài hơn nữa thì hay xa hơn nữa, chỗ nào khi mực nước thấp nhất vẫn còn khoảng 2 mét đó, có nghĩa là điều kiện tiên quyết nó là cái chỗ đó thì khi nước thấp nhất cũng phải là còn lại là khoảng 2 mét. Kích thước nhà nổi đủ một gia đình ở và bảo trì hệ thống, gia đình này ở đó bảo trì hệ thống chuyển đổi năng lượng, đặt tại chỗ cách mặt trước cách hầm là 500 đến 100 mét, tức là gần hầm đó, để cho ống đường ống dẫn vô cho nó gần, dẫn khí nén vô á. Rồi chỗ đặt tuột pin và máy phát điện thì cạnh hầm chứa, cái này nãy mình cũng có trong mấy rồi đó, cũng có nói rồi. Đúc hầm bê tông, bây giờ cách làm nè, đúc hầm khí nén bằng bê tông cốt thép nha, tại nơi thấp hơn mực nước gần bờ sông biển, đúc xong tháo bờ cho nước vào hầm nổi lên rồi kéo ra chỗ đã định. Lúc này mực nước cao, khi nước rút xuống hầm bê tông chạm hạ thấp xuống thì chạm đáy biển, lúc này hầm được neo thật chặt kiên cố, dù biển có bão cũng không nổi lên hay nghiêng ngả. Các bộ chuyển đổi năng lượng sóng biển thành khí nén được ghép vào sau khi đã đặt hầm bê tông vào đúng chỗ và trang trí đẹp để phục vụ du lịch. Rồi giờ cách làm là như vậy, giờ ta tính về vấn đề tiền bạc như thế nào nè, vốn liếng làm sao nè, đó là bây giờ là phương án kinh tế. Thì cái này là theo tạm tính của công ty tư vấn xây dựng, có thể cộng trừ do vật giá đấy, có thể lên xuống nhà chứ không nhất quyết về đâu. Phần chi ra thì số 1, để làm một hầm chứa bê tông cốt thép dài 30 mét rộng 10 mét thì chi phí là 900 triệu. Điểm thứ hai, để làm hai dãy nhà nổi 6 căn chi phí là 240 triệu. Điểm thứ ba, để làm 10 bộ chuyển đổi năng lượng sóng biển thành theo 6 kiểu trên là 100 triệu. Số 4, chi phí tiếp thị phát sinh các loại là 10% đấy, hoặc là có thể hơn nữa cũng được, không sao.
là 130 triệu. Đây, tổng cộng 900 triệu cộng 240 triệu cộng 130 triệu bằng 1.270 triệu, tức là 1 tỷ 270. Đấy. Rồi, cái phần chia ra vậy nha. Thì bây giờ nếu mà có phát sinh ta, thì chúng ta đã tính là phát sinh 10% nè. Nhưng mà lời nhiều lắm, bây giờ phát sinh có 100% cũng còn lời cao, lời nhiều. Đấy, rồi tại sao? Là phần thu vào nè. Đấy, thứ nhất là do bán đất bồi tự nhiên. Bồi lần nhất rộng 30m, dài 1.000m. Thì bán rẻ, tức là cái hầm chứa này mình đặt cách bờ là một cây số hay là 1.000m đó. Thì đất bồi, bây giờ đất bồi được thì chúng ta bán rẻ dưới giá 1 triệu đồng một mét vuông thôi. Số tiền thu được đã là 30 tỷ rồi. Trong khi giá đất dùng chỗ lân cận gần đó, đó hiện nay tại Cần Giờ là 3 triệu mét vuông và còn đang hơn nữa đó, có chỗ lên tới 5 triệu rồi đó nha. Chúng ta bán 1 triệu thôi, mình tính rẻ đi mà cho nó dễ. Do hầm chứa khí nén còn là đê biển song song nên tạo bãi bồi. À, tại sao có đất là vậy đó. Còn thu tiền được do đất bồi lần hai thì ta tính sao, tức là không cần tính, nhiêu đó là lời nhiều lắm rồi. À, vì người mua còn phải cải tạo sơ thì mới dùng được, mới bán rẻ đó. Rồi, do bán điện nhiều hơn loại hiện nay 10 lần và bán được giá cao, đây là nguồn thu lớn lâu dài bán công ty điện lực đó nha. Và cái này ta cũng để tính sau đi. Đấy, tại cái phần kia là đã lời lắm rồi. Rồi, do thu phí đường giao thông trên mặt hầm chứa cũng để tính sau luôn nè. Có nghĩa rằng là kết luận nè, kết luận tổng cộng phần chi ra 1,3 tỷ đồng. Chỉ tính phần thu do bán đất bồi một lần đã là 30 tỷ, chi ra có 1,3 mà bán đất bồi lần thứ nhất là đã thu vào đã 30 tỷ rồi. Lời 28,7 tỷ. Đó là chưa tính bán đất bồi lần hai, rồi tiền bán điện, rồi tiền do đường giao thông, rồi phần hỗ trợ ưu tiên 1 của nhà nước và các ưu tiên 1 các chương trình về biến đổi khí hậu, năng lượng của nhà nước. À, nhà nước có cho các cái nghị định thông tư là hỗ trợ tối đa cho các chương trình năng lượng sạch và năng lượng về vấn đề biến đổi khí hậu. Như vậy nhà đầu tư đạt siêu lợi nhuận ngay từ đầu là chính xác. À, thì đó rồi coi như tạm xong. Thì bây giờ là chúng tôi là xin cảm ơn các đã xem cái video này. Dạ, xin hết.